Alo mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp đặt cái con máy pha gáp da Lasit Pro. Trong thời gian vừa rồi rất là nhiều người liên hệ mình hỏi về con này, thì người ta lúng túng khi lắp đặt. Và con này thì vẫn sử dụng cho quán được, nhưng mà với quan điểm của mình vẫn thuyết phục mọi người sử dụng cho nhà riêng nhiều hơn. Bởi vì mình làm nhiều quá họ nó sẽ bị nóng, con này hơi bị nóng, nhiệt hơi nóng hơn bình thường. Nói chung quan điểm của mình thôi, còn tùy mọi người muốn xài cho quán hay xài gì xài, cũng là máy pha thôi, mình xài đúng công suất nó thì ok, không thì vấn đề quán hay nhà đều được hết. Thì ở Việt Nam mình hiện tại là nó có màu silver, màu bạc và màu đỏ, màu đen. Giá của những con màu đỏ, màu đen nó sẽ mắc hơn những con màu bạc. Con màu bạc thì nó cơ bản thì nó sẽ rẻ hơn nha mọi người. Thì khi mọi người mở cái thùng cắt da ra thì nó sẽ cái này, cái nó có cái này, cái hộp. Thì cái hộp này đựng cái ba đồ lặt vặt nè, miếng cái lưới này, cái lưới này thì gắn nó vô cái chỗ bên đây để rửa. Mọi người lưu ý cái lỗ này nè, cái lỗ này nó có công dụng của nó, mọi người phải gắn cái lỗ này nằm bên tay trái ha, đó tay trái. Thứ hai nữa, cái cây này thì nằm trong cái bình nước này, thì cây này là mình gắn ở trên này để khi mình làm cà phê nó dư áp nó sẽ tốt ra đây, gắn đây. Người nhớ gắn vô, đẩy nó lên cái nhẹ thôi. Thì ở đây có nhiều người nói là khó để khó châm nước và lấy nước, thì mọi người đừng kéo ra làm gì cho cực khổ. Thì mọi người dọn trên này, ở trên đây nó có cái chỗ để mọi người đổ nước vô nè, cứ đổ nước thẳng tưng vô đây là xong nè. Và thứ hai nữa là khi mình sử dụng mấy con này nè, thì ở đây nó có nhiều ta lưới lắm, lưới đôi rồi nó nhiều size. Thường thường á mình khuyến khích mọi người nên xài cái lưới này, cái lưới này nè, thì nó sẽ ít bị động nước hơn. Đây, cái lưới này sẽ ít bị động nước hơn cái lưới này nha mọi người. Nè tùy ha, xài cái lưới này thì mình gỡ cái cục màu đen bên đây ra, đây gỡ cục màu đen ra, ngay đây nó có cục màu đen nè, tại vì mình có mình nè, nên là cũng chỉ nói cho mọi người nghe thôi. Nãy cái lưới lên cắn lưới này vô nó sẽ ít động nước hơn nha. Mình khuyến khích nên xài đó. Muỗng hút cà phê, cọ vệ sinh, nói chung là cái cọ thì không thấy nhưng mà thấy cái muỗng thôi. Đó thì nó đi theo máy là như vậy, nó đơn giản không. Thì mọi người lưu ý là khi mình đổ nước vô, mình đổ nước vô đây nè, mình mở công tắc nguồn này lên phải ấn nút này 3 giây hoặc là 5 giây, ấn vô một cái trong vòng 3 giây sau tắt, ấn vô một cái trong vòng 3 giây sau tắt, ấn tới ấn lui hoài, khi nào mà nước ở đây nó chảy ra thì lúc đó mới xà là an toàn nha. Tại vì những cái boiler này boiler dán nên là rất là nguy hiểm, nếu mà không có nước là nhảy lung tung lắm, nó có xu nó những cái con bảo vệ nó sẽ nhảy lên rồi hầu cái nó không nóng luôn, nên cái đó là những cái mà lỗi mà mọi người hay thường gặp. Thì con này ở đây nè, cứ mực nước này mọi người thấy báo mát không, cứ đổ tới đây cho mình đây. Đổ ở trên này đổ xuống ha, đừng tháo ra làm chi mất công nha. Đó, đây thì cái bộ này là mình con Qua Ma thì bên mình bán, cách da rồ thì mình không có bán, nhưng mà mình mua dùm giá tốt thôi. Mọi người nào có nhu cầu mua cách da mà giá tốt thì có thể liên hệ mình lấy dùm thôi, chứ còn mình không có bán, mình chỉ bán cách da chuyên nghiệp thôi, cách da mà mini thì mình không có làm. Thì qua cái video này mình hy vọng mọi người nào mua máy cách da mình tự sử dụng cho mình thì có thể biết cái cách để mình vận hành cái máy đúng chuẩn hơn và tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm video này.